Đầu tiên cho anh xin cảm ơn vì đã đặt câu hỏi về cái dự án Phước Kiện. Và cũng theo em được hiểu thì tất cả mọi người rất quan tâm về dự án Phước Kiện của công ty cổ phần quốc cường Gia Lai. Và Phước Kiện cũng là một trong những dự án then chốt và dự án key của công ty. Theo như mọi người cũng đã biết và cập nhật đến tình hình hiện tại, hiện nay chúng ta đang ở Sunnyland với khoản tiền nhận trước đó là 2.882 tỷ. Qua đợt 1 sau khi VIAT xử thì chúng ta đã chỉ trả lại 1.441 tỷ, đó là 50% trên số tiền đã nhận. Nhưng sau đó thì đến khi Trương Thị Lan có vấn đề thì bên công an người ta yêu cầu là bị bản án, và chúng ta cũng đã có một bước, đó là đưa hồ sơ ra cấp phúc thẩm. Về câu hỏi của anh Lan Tăng về vấn đề là sau khi chúng ta trả 2.800 thì chúng ta sẽ nhận lại được gì, đúng không ạ? Thì ở đây em muốn nói luôn đó là chúng ta rất là may mắn. Ở đây cái may mắn của chúng ta là tất cả những hồ sơ sổ đỏ mà chúng ta đã đưa cho Sunnyland thì hiện nay thì đã được công an niêm phong, và cái đó đã không được cầm cố bởi bất hoặc là làm tài sản đảm bảo cho bất cứ khoản vay nào của Sunny cũng hoặc là tập đoàn Vạn Thịnh Pháp. Thì đó cũng là một cái tín hiệu rất tốt. Thì khi chúng ta thanh toán lại 2.800 số tiền chúng ta đã nhận thì chúng ta sẽ nhận lại hết đầy đủ hồ sơ giấy tờ sổ đỏ của tất cả 65 hectare mà chúng ta đã chuyển giao cho Sunnyland. Về pháp lý dự án, hiện nay dự án chúng ta đã kéo dài rất lâu thì có những pháp lý đến nay là không còn giá trị. Nhưng sau khi chúng ta tất toán được cái khoản đã nhận của Sunnyland và nhận về hết tất cả hồ sơ giấy tờ của liên quan của pháp lý của dự án thì tôi tin rằng là trong thời gian tới chúng ta có thể là tiếp tục triển khai pháp lý của dự án và đưa dự án vào hoạt động. Hoặc song song với đó chúng ta cũng có thể là tìm kiếm những đối tác xứng tầm để mà có thể đồng hành cùng dự án. Xin cảm ơn rất là nhiều, và cũng giống như anh nói là nói ra thổ lộ hết để cho cổ đông có thể là có cái tự tin để đồng hành với quốc cường lâu dài. Thì ngày hôm nay thì tôi xin thay mặt ban tổng giám đốc, hội đồng quản trị và công ty cảm ơn rất nhiều đến tất cả quý cổ đông đã đồng hành với công ty trong một khoảng thời gian rất là dài và luôn đặt niềm tin vào công ty. Và ngay cả những cái chuyện không may xảy ra vừa rồi thì đến ngày hôm nay cái điều tôi cảm thấy trân trọng nhất đó là sự chia sẻ và những lời động viên của quý cổ đông dành cho ban giám đốc, dành cho công ty cũng giống như dành cho cá nhân của bà Nguyễn Thị Diệu Loan. Và sau đây tôi xin cam đoan từ nay trở về sau tất cả những gì chúng tôi có thể làm đó là những gì chúng tôi làm để mang lại lợi ích tốt nhất cho quý cổ đông giống như cho công ty, để bảo đảm được quyền lợi cho mọi người một cách hợp pháp nhất. Xin cảm ơn anh Việt rất là nhiều.